Tối qua, trang chủ của Leicester City xác nhận đã hoàn tất việc ký hợp đồng với tiền vệ Youri Tielemans đến từ AS Monaco. Theo nhiều nguồn tin uy tín, để thuyết phục AS Monaco nhả người, Leicester City phải chi ra số tiền 40 triệu bảng đặt lên bàn đàm phán. Như vậy, Youri Tielemans đã trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử chuyển nhượng của cựu vương Premier League. Trong khoảng 3 năm qua, Tielemans là một trong những cầu thủ trẻ thăng tiến nhanh nhất của bóng đá Bỉ. Anh gia nhập AS Monaco 2 năm trước với bản hợp đồng lên tới 25 triệu euro. Năm nay mới 22 tuổi, Tielemans được kỳ vọng sẽ còn phát triển vượt bậc hơn nữa, nhất là trong một môi trường cạnh tranh như Premier League. Mùa trước, trong 13 trận chơi cho Leicester City, Tielemans đã ghi được 3 bàn thắng và đóng góp 4 pha kiến tạo. Hôm qua, tiền vệ người Bosnia Herzegovina Red Krunic đã chính thức hoàn tất việc chuyển từ Empoli sang AC Milan với số tiền 8 triệu euro. Có kèm thưởng phụ thuộc vào thành tích. Cầu thủ sinh năm 93 đã tập luyện với Rossoneri trong cả tuần qua. Tuy nhiên, chỉ đến khi giải quyết nốt những thủ tục vướng mắc sau cùng, bản hợp đồng 5 năm của anh với AC Milan mới chính thức được công bố. Ray Krunic đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong màu áo câu lạc bộ Empoli ở Serie A 2018-2019 với 5 bàn thắng và 6 pha kiến tạo thành bàn sau 33 lần ra sân. Dù đội bóng của huấn luyện viên Aurelio Andrezoli đã phải ngậm ngùi rớt xuống Serie B, nhưng anh cùng Ismael Benacer và Giovanni Di Lorenzo vẫn được đánh giá là những cá nhân xuất sắc của Empoli trong mùa giải vừa qua. Sau 4 năm thi đấu cho Empoli, cầu thủ này có 119 lần ra sân và 13 bàn thắng tính trên mọi đấu trường. Theo Le Stand Sport, mức lương quá cao của Paul Pogba đang cản trở việc sang Real Madrid của anh. Cụ thể, Flot Francos không muốn đáp ứng yêu cầu lương 15 triệu euro một mùa của cầu thủ người Pháp, bởi đây là mức lương tương đương với đội trưởng Sergio Ramos. Việc để một tân binh có lương cao ngang bằng một công thần sẽ tạo ra tiền lệ xấu trong phòng thay đồ. Trong bối cảnh đang rất muốn rời khỏi Manchester United, nguồn tin trên nói thêm Pogba sẵn sàng cắt giảm lương để được tới sân Bernabeu. Cách đây không lâu, người đại diện của Pogba đã xác nhận chuyện anh muốn ra đi để tìm thử thách mới. Theo Calcio Mercato, việc theo đuổi Mauro Icardi của Napoli đã trở nên phức tạp hơn bởi nhu cầu lương của tiền đạo Inter. Cụ thể, đội chủ sân San Paolo đang thỏa thuận hợp đồng bơm tấn với cầu thủ người Argentina và đã liên hệ với người đại diện cũng là vợ của anh, Wada Nara. Tuy nhiên, mức lương 8 triệu euro một mùa mà Nara yêu cầu đang khiến thỏa thuận trên bị bế tắc, bởi vì đây là mức lương cao hơn bất kỳ cầu thủ nào của Napoli hiện đang nhận. Hôm qua, câu lạc bộ Parma đã chính thức gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Roberto Di Avesa đến mùa hè năm 2022. Chiến lược gia này được xem như là công thần trong hành trình phục hưng của Parma. Năm 2015, quyền lực bảy chị em một thời của Serie A đã phải phá sản, rớt xuống Serie B và làm lại từ đầu. Nắm quyền tại câu lạc bộ từ năm 2016 ở Serie C, huấn luyện viên Di Avesa đã đưa Parma 2 năm thăng liền hai hạng để có mặt ở Serie A mùa trước. Trong mùa giải 2018-2019, huấn luyện viên này đã giúp đội bóng trụ hạng thành công khi đứng ở vị trí thứ 14. Việc vẫn tiếp tục tin tưởng huấn luyện viên Di Afersa cho thấy Parma đang rất quyết tâm cùng thuyền trưởng của mình hướng đến thành công hơn nữa trong mùa giải mới. Hôm qua, Man United vừa nhận được hung tin từ tình hình chấn thương của Alexis Sanchez. Kết quả chụp chiếu cho thấy đây là chấn thương khá nghiêm trọng và Sanchez sẽ phải nghỉ ngơi khoảng 1 tháng để phục hồi. Điều này đồng nghĩa với việc anh không thể tham dự tour du đấu mùa hè trước mùa giải cùng Manchester United. Trước đó, ngôi sao người Chile đã gặp chấn thương gân khoeo trong trận tranh hạng 3 giữa Chile và Argentina ở Copa America 2019. Việc Sanchez chấn thương đúng thời điểm nhạy cảm này lại khiến các cổ động viên thất vọng. Cầu thủ người Chile vốn có phong độ rất nghèo nàn tại MU và nay còn không thể tập trung cùng cả đội. Ngoài Sanchez, một số ngôi sao khác cũng đang vắng mặt chưa thể hội quân cùng Quỷ Đỏ, gồm có Eric Bailly, Sergio Romero, Marcos Rojo và Dean Henderson. Argentina vừa trải qua một kỳ Copa America không được như ý và chỉ giành được hạng 3 chung cuộc. Đội trưởng của họ Lionel Messi thì đang đối diện với lệnh cấm tham dự giải đấu này 2 năm do những phát ngôn ám chỉ Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ CONMEBOL dàn xếp để Brazil lên ngôi vô địch. Trong bối cảnh đó, tờ Fox Sports đưa tin Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đang lên tiếng mời Argentina tham dự giải Nations League mùa thứ 2 của họ. Liên đoàn bóng đá Argentina AFA đang nghiêm túc cân nhắc về lời mời này và sẽ có một buổi ngồi lại để đánh giá trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu Argentina chấp nhận đề nghị của UEFA, có khả năng người hâm mộ sẽ lại được thấy những màn so tài giữa hai ngôi sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trên sân cỏ. Bồ Đào Nha của Ronaldo chính là đội bóng vừa vô địch giải Nations League mùa đầu tiên sau khi đánh bại tuyển Hà Lan ở trận chung kết.